Ngày 11 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục khởi tố bị can đối với 41 đối tượng đồng phạm để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan công ty Lộc Phúc, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số người bị khởi tố trong vụ án lên 88 bị can. Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bắt quả tang công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom. Cơ quan công an xác định Huỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là kẻ chủ mưu cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp. Theo điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh được chúng hẹn chờ đi xem nhà, nhưng lại chờ thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án mà chúng vẽ ra các viễn cảnh giống như trong mơ, như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay quốc tế Long Thành. Tiếp đó, các đối tượng dùng các chiêu trò thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc nhằm chiếm đoạt. Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng. Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê đối tượng Nguyễn Văn An, 27 tuổi, quê Tây Ninh, làm tổng giám đốc. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Rong Xin, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, và vợ là Trần Thị Phương, 35 tuổi, trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Đinh Trần Tuấn Anh, 22 tuổi, trú tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Phan Văn Hành, 32 tuổi, trú tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Đinh Xuân Hùng, 19 tuổi, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, và Nguyễn Hoài Nam, 33 tuổi, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin điều tra, do mâu thuẫn nợ nần trong làm ăn, một người đàn ông Trung Quốc tên Dâu Đa Giang cho rằng ông Giang Hào nợ mình số tiền khoảng 52 tỷ đồng. Biết ông Giang Hào đang sinh sống tại khu công nghiệp Formosa, Hà Tĩnh, Dâu Đa Hàng đã liên hệ với Rong Xin, trú tại thị xã Kỳ Anh, nhờ Rong Xin đòi nợ và hai bên thống nhất nếu đòi được nợ từ Giang Hào sẽ trích cho Rong Xin 20% trên tổng số tiền nợ. Tối 28 tháng 5, cả nhóm Rong Xin đã gặp ông Giang Hào tại một nhà hàng trên địa bàn phường Kỳ Liên, ép buộc khống chế ông Giang Hào lên xe đưa đến một căn nhà hoang tại địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh và đánh đập đe dọa ép phải trả 196.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 697.760.000 đồng. Nhưng ông Giang Hào không đồng ý. Thấy ông Giang Hào không hợp tác, các đối tượng đưa ông Giang Hào đến một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh giam giữ và tiếp tục đe dọa. Đến sáng 29 tháng 5, ông Giang Hào buộc phải chuyển tổng cộng 1.096.000 nhân dân tệ, tương đương 1.054.760.000 đồng vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Dâu Đa Giang đã về Trung Quốc, còn vợ chồng Trần Thị Phương, Rong Xin đi du lịch tại tỉnh Khánh Hòa. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cơ quan chức năng xác minh điều tra và bắt giữ các đối tượng. Đài truyền hình Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo giả mạo từ các trang Facebook, Zalo, Telegram giới thiệu cuộc thi như táo quần nhí, duyên dáng áo dài, chiến sĩ nhí, học kỳ quân đội, Destination Runway Fashion Week 2024 có sử dụng logo VTV. Đã có người chuyển tiền cho chương trình táo quần phiên bản nhí 100 triệu đồng, thậm chí có người tài trợ 1 tỷ đồng cho cuộc thi duyên dáng áo dài bởi họ tin đây là những cuộc thi do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Tuy nhiên, đây chính là những chiêu trò của các nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao mạo danh VTV để lừa đảo. Theo ông Nguyễn Thành Vân, Phó trưởng Ban Kiểm tra Đài truyền hình Việt Nam, qua những cuộc thi đấy, những người đăng ký tham gia đã phải nộp một khoản tiền không được hoàn lại. Các nhóm tội phạm này có rất nhiều chiêu trò gây thao túng tâm lý đối với người dân, trong đó có thể sử dụng những địa chỉ hẹn gặp tại Đài truyền hình Việt Nam tại số 43 Nguyễn Chí Thành nhằm tăng thêm niềm tin cho khán giả tiếp tục nộp tiền. Tôi khẳng định rằng Đài truyền hình Việt Nam không bao giờ tổ chức các sự kiện để thu tiền như thế, và tất cả những người mạo danh Đài truyền hình Việt Nam trên các cuộc thi này đều là giả mạo. Ngày 21 tháng 5 năm 2024, một người phụ nữ sau khi xem trên Facebook thấy có chương trình Destination Runway Fashion Week 2024 tuyển chọn và đào tạo người mẫu miễn phí do VTV tổ chức nên đã đăng ký cho con của mình. Một tài khoản tên là Trần Minh Ngọc tự giới thiệu là biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam đã xác nhận thủ tục tham gia chương trình
bằng cách cho chị vào một nhóm chung để được hướng dẫn xét tuyển 3 vòng online. Vòng đầu tiên là ấn vào đường link có địa chỉ mysonline.vn và chuyển tiền đến một số tài khoản để mua sản phẩm túi đeo vai với mục đích quảng bá sản phẩm của nhà tài trợ. Khi chuyển khoản mua sản phẩm xong thì chị sẽ được hệ thống cập nhật tất toán tiền gốc về tài khoản và phần quà nhỏ từ ban tổ chức. Chị này đã chuyển 598.000 đồng vào tài khoản, sau đó được hoàn lại 642.000 đồng, sau đó lại mua thêm một cái túi là 950.000 đồng và được hoàn về là 2.841.000 đồng. Đến lần tiếp, mua một sản phẩm 1.999.000 đồng, chúng lại yêu cầu mua thêm một sản phẩm là 6.900.000 đồng nữa. Tiền được hoàn lại nhưng lại không được hoàn lại. Chúng lại tiếp tục yêu cầu mua thêm một sản phẩm là 22.800.000 đồng mới được hoàn lại hết. Khi vay được tiền để nộp tiếp thì hệ thống báo là quá giờ, phải mua thêm sản phẩm khác với giá là 69 triệu đồng. Không thể vay được tiền đóng tiếp, người phụ nữ này đã nhắn trong nhóm chung yêu cầu hoàn lại tiền thì được trả lời là trường hợp của chị không thể xử lý hoàn thành theo đúng yêu cầu của hệ thống thì bắt buộc tạm thời đóng băng tài khoản và phải chờ thời gian 12 đến 24 tháng mới được nhận lại vốn. Vì chưa đủ tiền nộp nên hôm nay chị được các đối tượng hẹn đến Đài Truyền Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh làm việc, giúp chị hoàn thành phần thử thách cuối cùng, mục đích tạo niềm tin cho nạn nhân chuyển tiền. Tương tự, một trường hợp khác cũng được các đối tượng tự xưng là biên tập viên Hiếu Trí hẹn đến Đài Truyền Việt Nam để gặp phó tổng biên tập Nguyễn Hữu Nghĩa sau khi chuyển tiền cho con tham gia chương trình học kỳ quân đội để gặp mặt sau khi có nghi ngờ bị lừa đảo từ cuộc thi này. Liên quan đến vấn đề này, MC Hiếu Trí sau rất nhiều lần giải thích trên trang Facebook cá nhân có gắn tích xanh khẳng định anh không liên quan đến bất cứ cuộc thi nào do Đài Truyền Việt Nam tổ chức có thu tiền của người tham gia chương trình. Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, khi giả mạo các cơ quan tổ chức, chúng đã chuẩn bị rất kỹ về trường hợp người dân sẽ yêu cầu đến gặp những người trong cơ quan tổ chức này. Chúng đã chuẩn bị các kịch bản từ hình ảnh, nơi làm việc, thông tin cá nhân của người đó. Bước hẹn người dân đến nơi làm việc bản chất là đến gần bước lùa cuối cùng. Khi người dân thấy có dấu hiệu nghi ngờ rồi thì sẽ hẹn để mong muốn làm việc trực tiếp. Những căn cước công dân mang tên Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Hữu Nghĩa và Trần Minh Ngọc, giả danh biên tập viên MC của Đài Truyền Việt Nam, gửi cho các nạn nhân để chứng minh người thật việc thật, được cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 khẳng định. Ở góc độ người dân rất khó để phân biệt những bức ảnh này là ảnh căn cước công dân là thật hay giả, vì toàn bộ những thông tin này có thể chỉnh sửa được. Tội phạm có thể sử dụng phần mềm tạo ra những căn cước công dân giả này. Tuy nhiên, tội phạm chỉ có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm căn cước công dân và thẻ ra vào của Đài Truyền Việt Nam giả mạo gửi đến các nạn nhân qua mạng xã hội, chứ không thể làm giả được các căn cước công dân thật có gắn chip vì rất dễ bị phát hiện. Vì thế, để củng cố niềm tin cho nạn nhân, chúng sẽ tiếp tục chiêu trò giả mạo các bản cam kết của VTV có dấu đỏ mạo danh tổng giám đốc hoặc giám đốc trung tâm truyền hình Việt Nam. Để thực hiện hành vi lừa đảo và đánh vào lòng tin của người dân thì tội phạm sẽ giả mạo các tài liệu phát hành của cơ quan tổ chức đó như những thông báo của VTV, bản cam kết của VTV, trong đó có con dấu đỏ. Những nội dung này chúng đều làm giả được từ việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh trên không gian mạng. Ngày 12 tháng 6, tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cháy xe tải đang đậu khiến một nhà dân bị ảnh hưởng. Các lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, bắt nguồn từ xe tải loại 1 tấn, biển kiểm soát 43C23013 đang đậu trước ngôi nhà số 18 Bầu Hạc 5, phường Vĩnh Trung. Vụ cháy bùng phát mạnh bắt đầu lan sang nhà dân và khiến xe tải tuột thắng tay lùi vào ngôi nhà phía đối diện. Người dân tại khu vực đã dùng các bình chữa cháy tại chỗ nhưng không khống chế được ngọn lửa quá lớn từ xe tải. Các lực lượng chức năng của quận Thanh Khê và quận Hải Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt vụ cháy sau 30 phút, không để cháy lan sang các nhà lân cận. Vụ cháy khiến xe tải bị lửa thiêu rụi và ảnh hưởng một phần mặt tiền ngôi nhà số 18 Bầu Hạc 5, không gây thiệt hại về người.